Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện tính toán chi ly audio do Đàm Mỹ Tường truyền thực hiện tập 40. Mộ Phủ nghiêng đầu qua nhìn vào đôi mắt tôi nói, An Nhiên, anh phải tin tôi, tất cả những gì tôi làm đều là muốn tốt cho anh. Tin, tất nhiên tin, chắc chắn tin. Để bày tỏ sự chân thành, tôi suýt thề độc với nó. Cuối cùng, hắn cũng vì tôi cảm động, lặng lặng kéo tôi qua cài nút lại cho tôi, chỏm áo len vào, bảo tôi đừng để bị cảm lạnh. Tôi nhìn hắn chỉnh lại quần áo cho tôi, bỗng nhớ tới cảnh tượng mình chế xíu Ngô Việt. Lúc đó Ngô Việt đang quen bạn gái, nó vô cùng cưng chiều cô gái đó, nghe nó nói chuyện điện thoại mà tôi nổi hết cả da gà. Tôi cười nó hèn, còn nói rất vui, bảo có thể làm người tình nhỏ của mình vui cũng là một thú vui. Quả thật nhìn khuôn mặt thư giãn của Mộ Phú trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Kéo áo tay lên lật cổ áo, mỗi động tác đều được Mộ Phú thực hiện một cách rất chăm chú. Tôi băn khoăn, nửa đêm nửa hôm tôi có ra ngoài đâu, ăn mặc chỉnh tề như vậy thì cho ai xem. Hơn nữa, cậu đừng chỉ lo cho tôi, áo sơ mi của cậu cũng bung ra một nửa rồi kìa. Bờ ngực kia cứ lượn tới lượn lùi, lượn tới lượn lùi trước mặt tôi. Lúc bổn nhân nhận ra không quá ổn thì đã ôm eo hắn và bắt đầu gặm bằng miệng. Mộ Phủ kéo tôi ra nói với ánh mắt trầm lắng, đừng quấy. Tôi mặt dày sát tới ôm lấy hắn không chịu buông tay, cọ tới cọ lùi nơi xương quai xanh của hắn, hứa là không quấy, nghiêm túc đấy. Hắn không khách sáo, nâng cằm tôi lên nhào tới mà cắn, cắn mạnh phết. Tôi đầu tới hít thở khè khè. Sau đó tôi cảm nhận được mình bị hắn bế bỏng lên. Lúc nằm trên giường tôi có linh cảm hôm nay không thể thoát thân một cách dễ dàng. Tất nhiên tôi cũng tự thấy đúng là mình có chút đuối lý, thế là ngoan ngoãn để cho hắn hành. Tư thế ngồi trên người hắn đi vào quá sâu, tôi chịu không được muốn trốn nhưng bị hắn giữ chặt lại. Cơ thể cứ như bị mất điểm tựa dưới sự xông phá dữ dội mãnh liệt kia. Chỉ biết hắn nắm lấy vai rồi chửi cũng vô ích, xin cũng vô ích, vì hơi thở và lời nói đều khó mà thành hình. Cuối cùng một dòng nước mắt đau đớn vì bị mồ hôi vào mắt vẫn hiệu quả hơn cả. Mộ Phú lập tức mềm lòng ngay, động tác chậm lại trở nên cẩn thận vừa nhẹ nhàng, nhưng cảm giác gần gũi lại rõ rệt hơn. Hắn giúp tôi lau nước mắt và mồ hôi nơi góc trán, gọi tên tôi hỏi tôi hắn làm tôi đau rồi phải không, nói xin lỗi với giọng khẽ khàng và êm ái. Thực ra cũng không có gì, chỉ là quá thích dáng vẻ của hắn khi yêu thương trân trọng người khác. Dù tôi có quá đáng thế nào, cuối cùng hắn vẫn không nỡ, vẫn không thể nhẫn tâm cho tôi nếm quả đắng. Nửa đêm chờ người, cơn đau nhức ở lưng đã đánh thức tôi. Lúc ngủ, Mộ Phủ ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở rất nhẹ nhàng, vẫn vít bên tai. Tôi mơ màng nghĩ tới một chuyện, dự định ban đầu là muốn hỏi hắn có giấu tôi chuyện gì không. Kết quả là hình như cuối cùng vẫn chưa hỏi được gì cả, còn tự dưng hứa với tên đó là sau này sẽ không hỏi nữa. Tôi nhận ra mình sẽ bị dụ kê và có vấn đề vì IQ nữa. Càng nghĩ thì càng tức, tôi bật đèn ngủ lên đầu giường, chờ người lại đối mặt với Mộ Phú, muốn gọi hắn dậy nói lại cho rõ. Vì động tác lớn quá, Mộ Phú bị đánh thức thật. Hắn mơ màng mở mắt ra, tôi nhìn hắn chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói gì đã thấy người đó nở một nụ cười quái lạ, thờ một cái chụt lên mắt của tôi, sau đó lẩm bẩm một câu, đẹp ghê, rồi lại tựa lên vai tôi thiếp đi mất. Ngỡ ra một lúc lâu, giờ khóc giờ cười, tôi thở dài, ngày càng bó tay với tên này rồi, thôi, mặc kệ thật hay giả, diễn hay vờ vịt, ai bảo tôi yêu hắn chứ. Ngày hôm sau thức dậy hắn vẫn không ở bên cạnh, trong phòng khách là tiếng nói chuyện điện thoại cố tình để dòng xuống, hẳn là hắn bận lắm, điện thoại tin nhắn cứ không ngừng tới, có phải tôi nên để người ta về đi làm không? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong lòng là tôi thấy khó chịu ngay. Tôi xa hắn lâu như vậy, vừa mới gặp lại sao phải xa nhau nữa rồi, không chịu được. Tôi chồng đại cái áo vào, đổi qua đầu rối bù, vừa ngáp vừa đi tới bên cạnh Mộ Phú. Mộ Phú vừa nói chuyện điện thoại, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi, hình như đang hỏi lượt vốn đầu tiên khi nào mới tới. Tôi thơm một cái lên khóe miệng hắn, Mộ Phú chọt vào má lúm đồng tiền trên mặt tôi, tiếp tục nói về khu Tây khu Đông đổi sáu đổi bảy.
Trường Vương Lý Triệu này nọ một cách lưu loát, tôi không hiểu nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Tên này quả nhiên thanh đạt rồi. Hắn xách cổ tôi đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Tới khi tôi đánh răng rửa mặt xong, hắn đã bày đồ ăn sáng lên bàn. Lúc ăn cơm tôi không nhìn được hỏi một câu: cậu bạn phép nhỉ? Mộ Phú gật đầu ừ một tiếng. À, nếu cậu bạn thì... Nếu nhất định phải về họ sẽ báo cho tôi biết, Mộ Phú nói. Ừ, thế thì được. Ở thêm được ngày nào thì hay ngày đó. Tôi tự an ủi bản thân. Mộ Phú lại hỏi tôi: thế còn anh, khi nào anh về đi làm hay là... Mẹ qua đời, tôi đã xin nghỉ phép với cơ quan, cũng không nói rõ cụ thể nghỉ bao nhiêu ngày. Nhưng không ai hối tôi đi làm cả. Dù gì cũng cần có thời gian để điều tiết tâm trạng khi xảy ra chuyện như vậy. Mẹ mất rồi, công việc đó cũng không quan trọng đến thế nữa. Năm xưa phải lựa chọn giữa mẹ và Mộ Phú một cách khó khăn và đau đớn. Bây giờ tình hình vô cùng đơn giản. Công việc hay Mộ Phú tất nhiên là phía sau. Tôi cắn đua nghĩ ngợi cuối cùng nói: hay là tôi từ chức nhé, theo cậu sang thành phố đó. Nói xong tôi thấy mình suy nghĩ đơn giản quá. Cơ quan chúng tôi không chấp nhận đồng tính, chưa chắc chỗ làm của Mộ Phú có thể chấp nhận. Bằng không tại sao năm xưa quản lý Lâm lại tránh những tin đồn đó như tránh tà. Khó biết nhường nào. Bây giờ Mộ Phú mới làm tới chức này, mình đừng gây phiền phức cho hắn nữa. Thế nên bây giờ nhìn lại, đi đâu cũng thế, đều không thể quá lộ liễu như nhau. Tôi bỗng nảy sinh cảm giác trời đất tuy lớn nhưng không trốn dung thân. Đấy chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Nhìn Mộ Phú trước mắt, hắn bình an và chạm tay là tới. Tôi cũng không có vấn đề gì lớn, có thể chạy nhảy tung tăng. Buổi sáng chúng tôi ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau, buổi tối nằm ngủ chung hoặc làm một số thứ khác. Thế này là tốt lắm rồi. Cho dù không thể công bố với mọi người, cho dù phải che giấu cẩn thận cũng không sao đúng không? Ít nhất chúng tôi vẫn ở bên nhau. Nếu Mộ Phú ở thành phố đó thì tôi cũng sang thành phố đó tìm đại việc nào đó làm, dù gì cũng chẳng chết đói. Hơn nữa với công việc hiện tại của Mộ Phú, thu nhập không thành vấn đề. Nhớ sau này có việc gì cần dùng tiền, hắn cũng có thể xoay được. Nếu không thể quang minh chính đại thì tôi cứ âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Trải qua một cuộc chia ly dài như vậy, tôi thật lòng cảm thấy quan trọng nhất là được ở bên nhau dài lâu. Ừ, tôi sẽ rất kín tiếng, không để người khác nắm được sơ hở nào nữa, không ngu ngốc như ngày xưa nữa. Tôi không biết đây là thỏa hiệp hay là trưởng thành. Tôi chỉ biết tương lai của mình phải có con người tên là Hàn Mộ Phú này. Tôi nguyện vì điều này mà nhường bộ đủ điều. Mộ Phú nhìn tôi một lúc lắc đầu nói: An Nhiên, chuyển đi thành phố khác không vội, chờ tình hình bên tôi ổn định rồi hãng tính, không bao lâu nữa đâu. Có những chuyện không như anh nghĩ. Tôi làm nhiều như vậy là để cho anh có một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn trong tương lai, chứ không phải để anh đi theo tôi chịu thiệt. Ừ. Nghe những lời nói không rõ ràng nhưng rất nghiêm túc của hắn, trái tim bé nhỏ của tôi không khỏi xúc động. Tôi có thể đoán ra được một ít manh mối. Có lẽ hắn đang thực hành yêu tôi vừa bằng cách của mình mà hắn nói. Thế nhưng có những chuyện không như tôi nghĩ là thế nào. Tôi hoàn toàn không biết phải nghĩ theo hướng nào. Băn khoăn nửa ngày tôi quyết định hỏi. Mộ Phú hờ hững nhìn tôi một cái, tiếp tục rửa chén. Tôi thực sự bó tay, bật tivi vào sofa phơi thay. Không bao lâu sau, một móng vuốt lạnh toát được nhét vào trong cổ tôi. An Nhiên, tôi phải ra siêu thị một chuyến, đồ trong tủ lạnh ăn sắp hết rồi. Không muốn nói chuyện với hắn, tôi xua tay đại. Kết quả là lúc nghe thấy tiếng cửa khóa xe vừa vang leng keng, tôi nhảy lên cái rệt. Chờ đã, chờ tôi đi với cậu. Không phải tôi khoa trương đâu, nhưng tôi cứ lơm lớp lo sợ khi phải để hắn lái xe. Suốt dọc đường, Mộ Phú nhắm mắt lại một cách thoải mái, khiến tôi nhớ tới buổi tối hắn cũng ngồi trên xe kế phủ lái của tôi như vậy và nói: chỉ muốn nhắm mắt lại, không cần nghĩ đi như thế nào, không cần lo sẽ lạc đường, anh dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó. Chớp mắt đã nhiều năm rồi, hắn vẫn ở bên cạnh, vẫn nghĩ như vậy, tâm trạng của tôi bỗng ổn định trở lại. Chúng tôi đẩy xe lượn lờ trong siêu thị, những thứ như rau, gia vị, gạo chất đầy nửa khoang xe. Đi ngang qua khu rau củ trái cây, Mộ Phú bỗng ghé vào tai tôi nói với giọng dịu dàng và êm ái. An Nhiên, tôi muốn ăn nho. Tôi ngỡ ra, tính ra yêu cầu này thực ra chẳng có gì to tát,
Thứ khiến tôi đứng hình là ngữ khí và biểu cảm của hắn. Rõ ràng là một người không thích nói cười. Bản ấy hắn làm thế nào để ra được dáng vẻ nũng nịu đó, còn làm đúng một cách quyến rũ như vậy? Nhỏ thôi mà, mua, lựa loại đắt nhất. Lúc tính tiền, hắn lấy mỗi nhỏ nhét vào tay tôi bảo tôi thanh toán. Tôi lấy làm khó hiểu nhưng vẫn nghe lời hắn theo bản năng. Bản thân hắn thanh toán cả đống đồ còn lại trên xe, tôi chỉ móc tiền cho chút nhỏ đó. Thanh toán xong, hắn cất hóa đơn mua sắm đi, trong mắt lấp đánh ý cười rạng ngời. Được ăn nhỏ sung sướng tới thế hả? Hắn bổ vố, cậu bảo lương một năm của cậu được mấy trăm nghìn là chém gió đúng không? Là mơ về tới nhà, chúng tôi đặt những thứ mới mua đâu vào đấy. Cuối cùng nhận ra không biết từ lúc nào mộ vũ đã tiện tay cầm một cuốn sổ ghi chép dày cộp. Tôi bừng nhỏ đã rửa xong ra, mộ vũ không khách sáo đón lấy từ chỗ tay tôi sau đó nhét cuốn sổ ghi chép cho tôi, chẳng giải thích lấy câu nào đã đi ăn nho. Tôi ngồi xuống dở trang bìa ra lật tới trang đầu tiên nhìn rất lâu vẫn không thể rời mắt. Thực ra tổng cộng cũng chỉ có mấy chữ, góc trái phía trên trang giấy viết một chữ hẹn, bên phải ghi một chữ có. Nhỏ 2,32 kg 39.44, sau đó là chữ ký của Hàn Mộ Vũ. Thời gian nhảy lại về cái ngày không được phép nhắc tới đó. Dấu tay màu đỏ cùng với vết thương nứt toạc bắt đầu trở nên rõ rệt trong não. Tôi chưa quên, trong những năm tháng trước khi Mộ Vũ xuất hiện, tôi vẫn luôn ôn lại đó. Chuyện cũ của chúng tôi bị cộng cộng trừ trừ thành một con số đơn bạc vô nghĩa. Tôi hoàn toàn không có cách nào khác, trần mắt nhìn cảnh chia ly diễn ra. Ngày xưa mỗi khi nghĩ tới những thứ ấy tôi đều cảm thấy run rẩy. Nhưng hôm nay một vật mát lành chạm vào môi, tôi há miệng ra trong vô thức, một quả nhỏ đã được lột vỏ lăn vào trong miệng. Mộ Vũ ôm chặt lấy tôi nói, An Nhiên, quên những chuyện buồn đó đi, chẳng phải chính anh đã nói hả? Chúng ta mãi mãi không dứt nợ được, trước đây có nhiều mối dây dưa như vậy, sau này sẽ tiếp tục dây dưa, chẳng qua chỉ là đổi một cuốn sổ khác ghi lại từ đầu. Phải, Mộ Vũ quay về rồi, thế là vết thương có lớn tới đâu cũng có thể lành được. Nhài nhỏ trong miệng, tôi ăn nói cũng lung tung không rõ. Thế 573 tệ 2 xu mà cậu nợ tôi trước kia thì sao? Mộ Vũ bừng mặt tôi bè nheo. Chỗ đấy cứ nợ tiếp đi, tôi thích nợ anh, bằng không trong lòng không yên tâm. Tôi trợn mắt muốn đẩy hắn ra nhưng chưa thành công thì đã bị bịt miệng lại. Hai đầu lưỡi chành nhỏ miếng trái cây tươi ngon, một sự thỏa mãn ngọt ngào ngấm thẳng vào trong tim. Những tháng ngày thoải mái không hề dài lâu, sự bận rộn của Mộ Phú ngày càng rõ rệt. Nửa đêm cũng có người gọi tới tìm hắn, nhưng hắn cũng bảo sẽ không về. Lúc ở bên tôi tuyệt đối không nhắc tới chuyện công việc mà chỉ lặng lẽ ở bên tôi. Có người bảo 3 ngày là có thể hình thành một thói quen. Thực ra có những thói quen chẳng cần tới 3 ngày để hình thành. Một ngày thậm chí một lúc là đủ, chẳng hạn như quen ở bên cạnh Mộ Vũ. Tất nhiên tình hình thực tế là tôi chưa bao giờ quen với việc Mộ Vũ không ở bên cạnh mình bao nhiêu năm cũng thế. Hắn khiến tôi cảm thấy yên bình, bất kể làm gì, thậm chí là chẳng làm gì, chỉ ngồi như vậy thôi, cũng cảm thấy yên bình. Thời gian chậm lại, tôi không còn tính toán chuyện ngày xưa là sau này nữa. Hai chúng tôi như hai hòn đá nằm cạnh nhau dưới đáy nước, ông dùng nhìn năm tháng trôi qua. Mộ Vũ luôn có thể nhanh chóng nhảy ra khỏi những chuyện lặt vặt của những cú điện thoại và nhảy vào trong vòng riêng của chúng tôi. Lúc ở bên cạnh tôi thì một lòng nghĩ về tôi, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt cũng đầy thỏa mãn và trân trọng. Cực hiếm khi ra ngoài, chúng tôi chỉ ở lì trong nhà, ăn những món ăn đơn giản mà Mộ Vũ nấu, uống thuốc đúng giờ đúng lượng dưới sự giám sát của hắn, pha trà cho hắn uống bằng chiếc cốc mà bà cố tình chuẩn bị riêng cho hắn, cùng xem tivi, đọc sách, lên mạng hoặc nói chuyện phím trong vô thức. Phần lớn thời gian đều là tôi nói này nói nọ, thì thoảng hắn mới chêm vài câu để cho tôi biết là hắn đang chăm chú lắng nghe. Nói ra thì có vẻ cũng rất vô vị và quá sức nhạt nhẽo, nhưng thực ra cuộc sống như vậy mới dễ chịu làm sao? Dễ chịu tới mức khiến tôi muốn đi hết kiếp này với con người này như thế này. Tình cảm là thứ không ăn được nhưng cũng không uống được, nhưng có thể nêm đủ vị vào cuộc sống như nước lọc vậy. Tôi sướng lắm, nhưng có người không vui.
Người đầu tiên không chịu được là Dương Hiểu Phi. Mới đầu khi gã gọi cho tôi còn không hiểu, và gã nghe gã nói này nói nọ. Tôi vốn định thử hỏi dò gã về những thông tin liên quan tới Mộ Phú, sau đó mới nhận ra hình như anh hẹn gã ra lệnh cho gã ngậm miệng. Chẳng nói được cái rắm gì, tôi cũng bỏ cuộc. Dương Hiểu Phi hết lần này tới lần khác than thở với tôi là gã bận như thế nào, vất vả ra sao, sau đó khéo léo diễn đạt mong muốn hy vọng anh hẹn gã về. Tôi không hiểu, theo như Mộ Phú nói thì bây giờ hai người họ không ở cùng một bộ phận. Mộ Phú có về hay không thì có liên quan gì tới gã chứ? Dương Hiểu Phi nói dự án phải có người đáng tin trông nom thì mới an toàn. Gã còn nói một cách đắc ý rằng gã là người mà anh Hàn gã tin tưởng nhất. Nói thế tôi vẫn cảm thấy không đúng. Mọi công ty đều như nhau, bộ phận này không thể can thiệp vào chuyện của bộ phận kia. Dương Hiểu Phi có nhiệt tình tới đâu cũng không thể trông nom xuyên bộ phận được. Về sau, Dương Hiểu Phi giải thích rằng gã chủ yếu phụ trách trông nom nguồn vốn được chuyển tới đúng được, đúng giờ đúng số lượng mà không bị các dự án khác mượn mất. Những việc chi tiết hơn được một người anh em khác ở cùng bộ phận với Mộ Phú quản lý. Tôi nghĩ tới chuyện hình như Mộ Phú từng bảo Dương Hiểu Phi đang ở bộ phận kế hoạch tài chính. Lúc đó tôi còn kinh ngạc là gã hiểu tài chính gì. Mộ Phú trả lời rằng không cần hiểu cái gì cũng có thể hiểu được. Tôi cũng không hiểu kế toán mà vẫn có thể làm được ở ngân hàng bao nhiêu năm nay. Tính ra thì mấy năm nay Mộ Phú có thêm vài người bạn bên ngoài rất là bình thường. Hắn vốn là kiểu người gắn kết vừa hợp vừa làm để người yêu, vừa hợp làm để anh em. Lúc nói chuyện, Mộ Phú hay lở ra những chuyện vô thưởng vô phạt kể cho tôi nghe, thỉnh thoảng cùng dinh dáng một đồng nghiệp nào đó, thường thì đều kể lướt qua một cách sơ sài. Hình như không ai cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc, tôi hỏi trong vô thức, người đó có đáng tin không? Dương Hiểu Phi trả lời đầy tự tin. Đáng tin chứ à, có thể nói là quan hệ cùng vào sinh ra tử với bọn em. Nếu không có anh Hàn, nó đã đi đầu thai từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không phản bội anh Hàn đâu ạ. Nếu Mộ Phú tỉ nỉ, Dương Hiểu Phi lại chắc chắn như vậy, thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà từ trong lời nói của gã mập, tôi cảm nhận được không khí lạnh băng, căng thẳng, đầy cảnh giác, thiếu tin tưởng, cẩn thận đủ đường và rủi ro khắp nơi. Rốt cuộc đó là một doanh nghiệp như thế nào mà nghe như chiến trường vậy? Hỏi sâu hơn thì Dương Hiểu Phi không chịu nói. Nếu thế thì các cậu để tâm một chút, có các cậu ở đây tôi thấy Mộ Phú cũng không có gì không yên tâm nữa, để nó nghỉ thêm mấy ngày đi. Mặc kệ những tiếng lầm bầm khó xử của Dương Hiểu Phi, tôi quả quyết cúp máy. Tùy nói với Dương Hiểu Phi như vậy, nhưng dù gì cũng là chính sự, tôi không thể làm lỡ chính sự của Mộ Phú được. Đoán cũng đoán được là chắc chắn Dương Hiểu Phi không thuyết phục nổi anh Hàn của gã, nên mới qua cầu xin tôi giúp đỡ. Thế là tôi mãi suy nghĩ xem có nên bảo Mộ Vũ về không. Trong lòng tôi thực sự không muốn. Chuyện này nhầy từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều tới tối. Lúc ngủ tôi vẫn luôn đấu tranh kịch liệt trong cơn trằn trọc. Một giọng nói bảo sau này còn đầy thời gian, có cần phải bám nhau tới như vậy không? Một giọng nói khác trong cơ thể bảo hắn mới về có mấy ngày mà, hoàn toàn chưa thương đủ. Cố chờ người tiếp theo bị người bên cạnh đưa tay giữ lại. Trong bóng tối một quả đầu xồm xoàng tựa vào hõm vai. Sao thế An Nhiên? Giọng nói thấm vào trong không khí như tan chảy. Ánh đêm bỗng chốc trở nên vừa ngọt vừa rinh rính. Hương bạc hà ẩm ướt nhàn nhạt ập vào hai bên mặt, mờ cũng không chịu được như vậy. Hắn về sớm một ngày hay về trễ một ngày chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ. Không có gì, chỉ là sớm quá, không ngủ được. Tôi lấy lại một cái cớ, chưa tới 12 giờ nữa, đúng là sớm phết. Tay Mộ Phú phéo nhẹ eo tôi một cái, rõ ràng là đang che lý do của tôi quá tội. Tôi giả điên, giả vờ lấy chóp mũi cọ vào chớp mắt mũi của hắn, vô cùng thân mật trong đêm tối tĩnh lặng thâm trầm. Tôi biết cả đời này tôi cũng không thể tìm được người nào khác có thể khiến mình thích tới như vậy. Hơi thở từ nhẹ nhàng trở nên nặng nhọc một cách dễ dàng. Theo bản năng, nụ hôn cũng từ nồng thành sâu. Lúc bám nhau tới tóe lửa, Mộ Phú đè lên người tôi nói một câu thẳng thắn. Dù gì cũng không ngủ được nhỉ. Nhảy được hết mùng một nhưng không nhảy qua nổi mùa rằm. Hôm đó Mộ Phú đang tắm, điện thoại của hắn reo lên, tôi thấy tên người gọi tới có một chữ Trịnh, chắc chắn lại là người của cơ quan. Tôi cũng không bắt định chờ Mộ Phú đi ra rồi lại gọi là được. Nhưng tên Trịnh gì đó này cũng lì lợm phết, gọi hết cú này tới cú khác,
Tôi sợ có chuyện gì gấp thế là bắt máy. Chưa kịp nói gì, một giọng nói đặc biệt thô kệch đã vọt ra từ bên kia. Hàn Mộ Vũ, cậu giỏi lắm, tới điện thoại của tôi mà cậu cũng không bắt, tức chết đi được. Tôi nói cho cậu biết, mai cậu chắc chắn phải về, cậu mà không về anh đây cũng bỏ không làm nữa. Có phải cậu không biết đâu, để tránh dự án này, trong trong ngoài ngoài chúng ta đắc tội biết bao nhiêu người. Bây giờ dự án tới tay rồi, những người bên ngoài không làm gì được, chứ mấy ông quản lý nội bộ đều đang chống mắt lên để tôi bớt lỗi đây này. Trong tập đoàn này có tới mấy dự án lớn đang tiến hành cùng một lúc, phòng tài vụ vì tốn công trình mà đã đánh nhau bể đầu. Ngày nào tôi cũng bận chồng vó, cậu biết thư giãn quá nhỉ. Cậu còn chưa xả nẻo đủ với người tình bé bỏng đúng không? Alo, alo, nói gì đi chứ? Địch, cậu đừng chơi trò im lặng là vàng nữa. Cũng chỉ có đám con gái ở văn phòng tổng hợp thích kiểu này của cậu thôi. Ngày nào cũng hỏi tôi khi nào cậu về. À phải rồi, còn băng ở bộ phận thiết bị đói rồi, máy móc thiết bị gì đều ưu tiên cho chúng ta chọn, nhưng cậu phải tự đi ký đơn. Nếu mai cậu vẫn không đi ký, nó sẽ phê cho nhóm dự án quảng trường kiến nghiệp đấy. Tôi thấy thế nào cũng phải mời con băng một bữa cơm, cậu hy sinh một chút đi. Alo, có nghe thấy không? Nghe thấy thì lên tiếng dùng cái đi. Tạm bỏ qua chuyện om anh này cái ha. Có thể nói chuyện với Mổ Phú bằng giọng điệu này thì chắc chắn không xem mình là người ngoài. Từ nội dung có thể thấy đây hẳn là người anh em đang tạm thay Mộ Vũ trong trường dự án sau khi Mộ Vũ rời đi. Tôi không khỏi lo lắng, người này còn chưa biết có phải Mộ Vũ bắt điện thoại không mà đã nói ào ào nhiều chuyện như vậy. Mộ Vũ ra một đống việc cho con người lơ mơ như vậy có phải là có tính có tí khinh suất không? Hơn nữa nghe những lời phía sau, Mộ Vũ có vẻ rất được yêu mến ở chỗ họ. Thành thật mà nói thì tôi có thể để bụng. Tôi mong Mộ Vũ được thuận lợi thông suốt trong sự nghiệp chứ không phải mỗi bước đều khó khăn. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nhìn thấy một đống cô này cô nọ xung quanh hắn. Trong vô thức ấn tượng của tôi về công ty Thịnh An lại xấu thêm một nấc. Lúc đầu cảm thấy đó là một khu rừng nguyên sinh, áp lực sinh tồn, cạnh tranh khốc liệt. Bây giờ nhận ra khu rừng nguyên sinh này còn có ruồi bay khắp nơi. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường. Tôi đành phải đằng hắn mấy tiếng. À, Mộ Vũ đang có việc, tạm thời không bắt điện thoại được. Lát nữa tôi bảo nó gọi lại cho anh nhé. À, không nhầm người rồi hả? Cậu là ai? Điện thoại của nó sao lại ở chỗ cậu? Giọng nói của tên Trình đó lập tức mất đi sự gần gũi. Tôi là ai, tôi phải nói thế nào đây? Người yêu, bạn, anh em của Mộ Vũ hay người tình bé bỏng nói theo cách của Trình gì đó này? Thôi an phần một chút thì hơn, chịu nhiều thiệt thòi vì vô sự quá rồi. Tôi không thể không nhớ đời được. Quan hệ giữa tôi mà Mộ Vũ không cần phải công bố cho cả thế giới biết, tự mình biết là được rồi. Tôi cũng không quen biết người ở đầu dây bên kia cẩn thận đưa ra đáp án mà mình cảm thấy chắc ăn nhất. Tôi là anh nó. Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng lầm bầm. Sương Hiểu Phi bảo nó đang đi thăm người yêu mà, chỉ biết nó có một đứa em gái chứ chưa nghe bao giờ còn bỏ anh trai nữa. Tôi giải thích đại, không phải anh rộn. Ồ, đối phương như mới bừng tỉnh. Thế được, lát nữa anh nói cho nó một tiếng hộ tôi, nói lão Trình tìm nó, phải rồi, vô cùng khẩn cấp. Nắm chặt điện thoại, tôi cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Mộ Vũ vứt lại một đống chuyện, tranh thủ thời gian đến ở với tôi, dĩ nhiên tôi rất vui. Nhưng cứ bắt hắn chỉ huy từ xa bằng điện thoại thế này cũng không thỏa đáng. May mà hắn có những người bạn chạy vải giúp hắn, muốn đứng vững ở một nơi, quen biết nhiều người hơn là chuyện tất nhiên. Có quen biết thì làm gì cũng dễ hơn, đó là tình hình chung trong nước. Nhưng thế nào là hy sinh một tí, hy sinh cái gì? Ăn cơm với một cô gái hắn sẽ hy sinh như thế nào? Lúc này tôi đã tưởng tượng ra đủ mọi khả năng. Mộ Vũ bị thiệt đủ điều, chẳng lẽ có những chuyện không như anh nghĩ mà hắn nói chỉ là những chuyện lộn xộn này sao? Phải rồi, hôm đó tôi đòi từ chức sang thành phố đó, hắn còn ngăn lại nữa, không cho tôi qua đó là vì có gì đó không tiện cho tôi biết. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, không phải không tin tấm lòng của Mộ Vũ, nhưng tôi thực sự đã thấy quá nhiều sự bất đắc dĩ và những tình thế ngặt nghèo trong hiện thực cuộc sống. Từ lâu tôi đã nên nhận ra rằng hắn đã không còn là công dân ngồi chung hoàng với ăn mày và chờ được thuê mấy năm trước. Người ta đã là phụ trách của nhóm dự án công ty trụ sở của một tập đoàn, còn trẻ mà tiền đồ rực rỡ, chỉ cần mắt không đuôi thì đều có thể nhìn thấy điểm tốt của hắn. Chỉ khí chất ngoại hình thôi đã có thể làm cho khối người say như điếu đổ rồi. Nhớ như có cơ hội tiếp xúc thêm, thấy được sự dịu dàng và xem trọng tình nghĩa của hắn thì đúng là hậu quả khó lường.
Mổ phố thằng nhóc chết tiệt này, tôi càng nghĩ càng xoắn, bất giác nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm thành tiếng. Vai bị siết lại, bỗng nhìn tôi được người ta ôm tròn vào lòng, cùng ùa tới với mùi gỗ thông dễ chịu sạch sẽ là giọng nói trong trèo mang hơi nước của ai đó. Sao lại chửi tôi nữa? Tôi không để ý mổ phố đã mò sang từ bao giờ, trong lòng phiền muộn nên gọi giọng điệu cũng không có gì tốt đẹp. Tôi liếc hắn một cái, ném cho một câu: chửi cậu đấy thì sao? Có lẽ hắn đã quen với tính nét tồi tệ của tôi. Hắn mặc kệ phụ tôi kiếm chuyện mà cố tình cỏ phần tóc ướt nhèm vào cổ tôi, vừa mát vừa nhột. Tôi né tránh trong vô thức và đụng trúng ngay phải tay của hắn trong lúc lôi kéo. Tùy chỗ đứt hơi cộm lên ở ngón tay út sờ vào, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng giờ này tôi bắt đầu thích cảm giác hắn nắm tay rồi bốn ngón tay của hắn vừa phải vừa cắm vào bốn khe hở ngón tay của tôi. Lúc nhìn chín ngón ra nhau với hắn, ngón tay út của tôi có thể phủi kín chỗ đứt trên tay, phủ kín vết thương trùng của chúng tôi. Hắn đã rất quen với những điều đó, ở nhà đều không đeo găng, làm việc cũng không thấy có gì bất tiện, lúc nắm tay tôi thì lại càng thản nhiên. Bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, mổ phố của chúng tôi cũng không tốt đến thế. Hắn còn mốt một ngón tay cơ mà, trong mắt người khác đây hẳn là một khuyết điểm lớn. Sau đó tôi nhận ra mình đúng là bị ổi tới đáng đánh. Tất nhiên mổ phố không hề biết tôi đang nghĩ gì trong lúc ngần ngờ nắm tay hắn ra. Chỉ là tôi không né, hắn cũng không quấy mà thả lỏng treo người tôi lên, nhàn hạ làm sao, bình rịn làm sao, ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, suy nghĩ lùm tùm có ích gì, chẳng phải người này đang ở bên cạnh mày hả? Tùy cuộc sống nói trở mặt là trở mặt ngay, một phút trước sóng yên biển lặng, một phút sau lại dữ tợn như ma quỷ. Nhưng cho dù chúng tôi phải chia lìa, hắn vẫn có thể trở về, ở lì trên vai tôi một cách nhàn hạ như vậy. Trên mạng nói mà, thích thứ gì thì hãy buông tay để nó đi, nếu nó vẫn có thể quay về thì nó là của bạn. Tôi càng tin là khó khăn có nhiều tới đâu, lạc đường tới mức nào tôi sẽ có một người sàn bằng trăm núi nghìn sông dẫn hắn về bên cạnh tôi. Thằng bé sông pha bên ngoài vốn đã cực khổ rồi, khó khăn lắm mới về nhà, thường nó còn không kịp làm cái rắm gì mà cáu gắt với nó, còn vì lý do vô căn cứ này nữa, xàm xí ghê, dở hơi quá. Tôi lấy chán cỏ hắn, thơm mấy cái rất nhẹ lên môi của hắn. Hắn nhèo mắt lại nhìn tôi lấy lòng, khóe miệng còm lên, nụ cười ấm áp tẩm một vị ngọt mát rời vào thế giới này. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thậm chí có thể nhìn rõ mỗi một cọng lông mi của hắn không dài lắm, cũng không cong lắm mà tạo lên một độ cong tự nhiên. Chậm rãi chớp một cái là có thể làm dấy lên vô cùng vàng thanh tao anh tuấn, nhanh nhẹn tới mức không muốn nhúm bụi hạt, dịu dàng lại không mang chút eo lả lơi. Chính là sự im đềm êm ả khiến người khác dễ chịu, trầm lắng như biển. Thấy hắn chiều mình như vậy, tôi được phòi đòi tiên. Này, cậu dễ bắt nạt ghê, cứ dễ gỗ kìa. Hắn ử một cái không nhúc nhích nữa. Có tí không ổn, sao thế cục cưng yêu siêu vậy? Tôi nửa đùa nửa thật bèo má hắn một cái, chạm vào làn da khỏe khoắn căng mềm. Bộ vũ không phải là người chú trọng ngoại hình, chỉ xét tới chuyện rửa mặt trước đây Dương Hiểu Phi còn biết mua tuýp sữa rửa mặt, nhưng mộ vũ chỉ dùng tạm xà phòng cục, cộng thêm những ngày hứng gió đổi nắng mà da rẻ không bị hắn làm hư, chỉ có thể nói là da bẩm sinh quá tốt. Nghe tôi nói, mộ vũ thực sự cau mày trả lời: ở bên anh dễ chịu quá, tôi không muốn về thành phố đó nữa. Câu này của hắn đã nhắc nhở tôi nhớ. Phải rồi, lo đồ với cậu làm tôi quên mất chính sự này rồi. Bạn ấy lúc cậu đang tắm, có một người tên Láo Trình gọi cho cậu, tôi có bắt máy hộ cậu. Láo nói có chuyện vô cùng khẩn cấp tìm cậu, cậu mau gọi lại hỏi đi. Tôi nhặt điện thoại của Mộ Vũ lên, lục cuộc gọi của tên Trình gì đó ra gọi lại rồi đưa điện thoại cho Mộ Vũ, chờ nối máy với vẻ mặt lương thiện. Mộ Vũ nhìn biểu hiện của tôi là biết tôi muốn nghe, cũng không cố tình lảng tránh, cứ thế ôm tôi ngấm ngầm đồng ý. Tôi có thể hiểu đại khái một nửa nội dung cuộc gọi. Lão Trịnh than thở với Mộ Vũ là mệt quá, lúc thì hàn Mộ Vũ, lúc thì quản lý Hàn. Than thở xong còn chia sẻ mấy tình báo mới nhất trong tập đoàn họ. Ngoài ra còn có những việc cụ thể của dự án. Phần này tôi không biết đầu đuôi nên cũng không hiểu gì.
Một vụ bố trí là chủ yếu phần lớn đều là tôi liên hệ xxx, anh chuẩn bị xxx, bảo anh đem đi cái này cái kia, đưa cho khu A, khu B rồi hắn cho khu C. Hắn nhìn chỉ huy một cách rành rọt như vậy, trong lòng tôi ngoài vui mừng ra còn bất ngờ nảy sinh thêm một chút sùng bái. Cúp điện thoại, một vụ nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi đã biết dụng ý của lão Trình từ trước. Anh ta muốn dùng một vũ về, thế nên tôi tưởng một vũ sẽ nói với tôi là hắn phải về thành phố rồi. Cảm giác luyến quyến tuôn trào ra ảo ạt, nhấn chìm tôi trong phút chốc. Nào ngờ, anh bảo anh là anh tôi. Một vũ hỏi một câu như vậy. Hả? Ừ. Não tôi phản ứng chậm nửa nhịp, một vũ bèo má tôi rồi hỏi. Tôi thừa nhận lúc nào? Cậu không thừa nhận cũng vậy hả? Tôi muốn lớn hơn cậu 58 ngày. Có nhận vờ đâu. Tên đó bỗng nhìn nghiêm túc, nhìn vào mắt tôi, nói từng câu từng chữ một. Bất kể lớn hơn bao nhiêu ngày, kiếp này anh chỉ có thể là người yêu tôi. Tôi vốn định giải thích dụng ý của mình, nhưng hắn không cho tôi cơ hội. Nụ hôn thay cho bao lời muốn nói, sâu sắc triền miên muôn phần dịu dàng. Mai tôi gọi điện nhắc anh uống thuốc. Được không? Được. Hôm nay là 28 để mọi người nghỉ. Chắc mọi người làm hết hôm nay là sẽ được về quê ăn Tết hoặc là nghỉ ăn Tết nè. Như vậy là theo tác giả thì tập sau sẽ là tập cuối. Nhưng mà tập cuối rất là dài, dài bằng 6 lần tập bình thường đó mà. Nên là mình sẽ phải đọc làm 3 tập nữa. Mọi người cùng nghe tới tập 42 là tập cuối. Sau đó mình sẽ đọc các phiên ngoại. Phiên ngoại tới 10 phiên ngoại lần. Nên là có thể mọi người ăn Tết xong thì chuyện mới hết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ngày mai.